Xin chào các em, hôm nay chị có một bức tranh cát mới với hai nhân vật là Tom and Jerry. Đây là hai nhân vật hoạt hình rất là nổi tiếng đúng không? Nào chúng ta hãy cùng chị Amito nha. Amy đã tô xong phần mắt cho bạn Tom. Bây giờ chị sẽ tiếp tục tô những phần khác nha. Và phần đầu của bạn ấy thì chị sẽ tô màu xanh da trời. Chân mày thì chị sẽ tô màu đen. Thank you.
xong bạn Tom rồi. Rất là đẹp đúng không các em? Bây giờ chị sẽ tô qua bạn Cherry nha. Bạn Cherry thì chị sẽ tô màu nâu. Đây là một bạn chuột màu nâu rất là đáng yêu. Các em hãy cùng nhận. Giờ chị sẽ gỡ phần keo của cái tên của cái dòng chữ Tom and Jerry ra. Và sau đó chị sẽ dùng màu cát màu vàng. Chị cũng sẽ gỡ cái phần giấy ở phía dưới này ra và chị sẽ tô màu xanh lá cây. Màu xanh lá cây rất là đẹp nha các em, sẽ làm nổi bật bức tranh lên đó. Thank you.
chị Ami tô xong cái phần nền màu hồng thì bức tranh của chúng ta cũng đã hoàn thiện rồi. Wow, rất là xinh luôn đúng không? Đây là bức tranh bạn Tom và bạn Sherry. Rất là dễ thương nha. Chúc các em xem video vui vẻ. Chào tạm biệt.